Công an huyện Diễn Châu đã phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép 330 kg pháo nổ. Đối tượng Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1984, trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, bị bắt về hành vi buôn bán hàng cấm. Công an đã thu giữ trong xe của đối tượng 250 bánh pháo có trọng lượng 310 kg. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, thu giữ thêm 10.000 quả pháo bi có trọng lượng 20 kg. Tổng khối lượng pháo thu giữ là 330 kg pháo. Hiện nay đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra.